Ông Hoàng Thả Thính gọi tên Isaac khiến Hòa Minh Di phường nhì khốn đốn. Con sư phụ làm như vậy anh mới bắt đầu làm. Đúng rồi, nó cũng chỉ có đổ vậy thôi. Nhưng mà anh có thêm một ít Isaac lên đây nữa. Tại đâu? Vẫn là số 1. Diệu Nhi á là crush thôi, nhưng mà mình crush người ta chứ người ta đâu crush mình đâu. Đã đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi, lại còn ga lăng, tưởng rằng Isaac sẽ là ca sĩ được nhiều người tỏ tình lắm. Ấy thế nhưng chính chủ từng tiết lộ mình là người từng tỏ tình mà bị từ chối chứ không như lời đồn. Tuy nhiên những video dưới đây lại là bằng chứng tố cáo nam ca sĩ chính là kẻ đào hoa khi liên tục đi Thả Thính phải tứ tung, làm nhiều con tim thiếu nghị lực đập ba là boom. Điển hình như đoạn clip anh cùng á hậu Phương Nhi xuất hiện trong một khung hình được tim qua đường ghi lại. Theo đó, trong đoạn video dễ dàng nhận thấy Isaac luôn đặc biệt quan tâm hỏi han Phương Nhi, hết mở cửa xe ân cần đỡ cô nàng xuống, lại có hành động tinh tế khi hỏi thăm cô em có lạnh không. Quả là mê trai thì đầu thai cũng chẳng biết có hết không nữa. Nhưng mà nhận được câu hỏi từ crush, nàng hậu đã không giấu khỏi sự vui mừng ra mặt, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc người đẹp quay mặt lại nhìn về phía camera, cười không ngừng, cùng hành động quắn véo tay chân vì vui chứ không phải vì lạnh, mà phan lọ rớt luôn cái liềm xỉ đầu mất rồi của á hậu. Đúng là đã đẹp trai lại còn tinh tế thế này thì ai mà đỡ cho được trước trời đông cô đơn lạnh giá này chứ. Một bên thì trai tài độc thân, một bên thì gái sắc cũng đang alone thì lại quá đường dìm cho fan kịch liệt đẩy thuyền ra khơi. Bởi cả hai cũng từng có những lời nhận xét hết sức tình cảm dành cho nhau. Chẳng những vậy, nàng hậu sinh năm 2002 còn công khai crush Isaac trước tất cả công chúng cơ mà. Đầu chỉ Phương Nhi, ông Hoàng Thả Thính này còn tới công chuyện luôn với bà mẹ một con Hòa Minh Di. Nhất là khoảnh khắc Thả Thính đầy mùi mận của hai ngôi sao này, vốn bản tính của nữ ca sĩ vừa nhây vừa lầy, này lại gặp thêm cả cứng Isaac thế này thì chỉ khiến còn dần quắn quéo mà vội lên đơn để ship luôn cặp này vì quá dễ thương. Cụ thể trong một video được nam ca sĩ đăng tải trên tài khoản mạng xã hội, có thể thấy anh đang pha một ly cocktail và mời Hòa Minh Di dùng thử. Nhận được sự ga lăng quan tâm từ Isaac khi chuẩn bị đồ ăn thức uống chu đáo cho mình, giọng ca không thể cùng nhau suốt kiếp đã không ngần ngại Thả Thính cho biết mình bị say Isaac. Mình sợ nhất cái kiểu đẹp trai mà biết mình đẹp trai á mọi người, giọng cái ông đứng pha chế mà biết mình đẹp trai nên tạo dáng á mọi người. Rồi cô liên tục khen Isaac đẹp trai khiến nam ca sĩ ngại ngùng thích thích đáp lại. Phải chẳng cần cho người ta say nhân sắc mình trước khi say đổi đúng không? Sao anh ạ? Màn chuyên thính qua lại này khiến nhiều người hâm mộ dậy sóng, thậm chí nhiệt tình đẩy thuyền cả hai. Tuy nhiên, hai mỹ nữ trên vẫn thua chùm cuối Diệu Nhi bởi rất nhiều lần Isaac công khai Thả Thính. Thậm chí nam ca sĩ từng tiết lộ bản thân thầm thương trộm nhớ người đẹp. Anh không ngần ngại bày tỏ tình cảm với bà xã anh Tú ở chốn đông người. Mọi người có biết là một khi đã mê là mê cả đường đi lối về, biết bao nhiêu người nói Diệu Nhi hát không hay, nhưng chỉ cần cô ấy mở miệng ra thì Isaac thấy hay hết. Hay Isaac cũng từng cho biết anh dành rất nhiều tình cảm cho Diệu Nhi. Đối với anh, Nhi là một cô gái ai gặp cũng sẽ đắm chìm trong tình yêu. Nhưng thực ra sẽ có hai kiểu. Một kiểu là mình cảm thấy rất quý mến, còn kiểu còn lại có hơi liên quan đến tình yêu đổi lứa. Thực tế, sự quý mến của Isaac dành cho Diệu Nhi hoàn toàn là tình bạn đơn thuần. Cả hai luôn ủng hộ đối phương ở trong công việc lẫn cuộc sống đời thường. Qua đó có thể thấy, dù từng tuyên bố bị từ chối trong tình yêu, nhưng vận đào hoa của nam ca sĩ là không bàn cãi. Còn bạn có suy nghĩ như thế nào về anh chàng này? Hãy để lại cảm nhận cho mọi người cùng biết với nha! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!